Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh YouTube về chứng khoán của Công Dũng. Ở bản tin thị trường ngày hôm nay thì Công Dũng sẽ trả lời cho các anh chị những cái câu hỏi như sau. Có nhiều anh chị hỏi rằng thị trường ngày hôm nay sau phiên đáo hạn êm đềm và đẹp đẽ của chúng ta thì thị trường liệu rằng nó có tăng luôn hay không? Nó có đi lên trong nghi ngờ hay không? Các dòng cổ phiếu ngày mai nó có chạy luôn hay không? Hay là tuần sau nó có chạy luôn hay không? Và những cái mã cổ phiếu nào thì nó đang có những cái hình thái đẹp và những cái trạng thái tích lũy tốt thì Công Dũng sẽ giới thiệu với anh em trong cái video ngày hôm nay qua cái phần phân tích cổ phiếu. Anh em nhớ xem hết video để nhận được những cái chia sẻ của Công Dũng trong ngày hôm nay anh em nhé. Và trước khi vào những cái bản tin chính thì mọi người hãy để lại cho video này của Công Dũng một lượt thích. Anh em bấm vào nút thích và một phần đăng ký. Những cái thích và đăng ký nó là miễn phí, nó để tạo động lực cho Công Dũng làm các cái video tốt hơn đến với anh em. Ở đây thì Công Dũng đặt hai cái Zoom cộng đồng, anh em nào muốn vào đây tham gia trao đổi thảo luận với Công Dũng thì mọi người có thể tham gia Zoom cộng đồng anh em nhé. Anh em nào muốn về làm khách hàng của Công Dũng gắn ID tại TCBS hoặc là VPS thì tham gia Zoom khách hàng VIP với hình thức là miễn phí. Và anh em nào không muốn tham gia gắn ID thì anh em có thể tham gia theo hình thức hội viên anh em nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì hôm nay chúng ta nói qua về thị trường, ngày hôm nay là một phiên phái sinh, Công Dũng thấy là khá là êm đềm. Mặc dù là cuối phiên nó có hơi co giật một chút nhưng mà thực tế thì nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến cái diễn biến và cái về cái kết quả của cuối phiên anh em ạ, nó không có gì nhiều thay đổi cả. Hôm nay chúng ta thấy cái sự vận động rất là tích cực đến từ dòng lợn đúng không ạ? Hôm nay nhìn qua cái bản đồ nhiệt này thì anh em thấy là màu tím nổi trội và nổi bật nhất ở đây phải nói đến là HAG đúng không ạ? Con HAG này hôm nay kéo ATC cuối phiên anh em nhé. Và cái con này trong phiên thì nó cũng lờ vờ thôi, nhưng mà cuối phiên nó có đặc điểm nổi bật, đó là nó kê rất nhiều lệnh mua ATC sorry mọi người, và nó kéo tím cổ phiếu luôn. Đấy, thì những cái con cổ phiếu đầu cơ như thế này thì anh chị nào mà đang cầm thì chúng ta cũng nên thận trọng với những cái cổ phiếu mà nó biên độ dao động mạnh như thế này. Đấy, nó dễ tím thì nó cũng dễ sàn anh em nhé. Thế nên là anh em hãy lưu ý những cái cổ phiếu này. Và những cái cổ phiếu như Dabaco này ngày hôm nay đã có những cái yếu tố mà nó muốn vượt đỉnh lắm rồi, nhưng mà vôn vào rất là mạnh nhưng mà con này vẫn không đánh vượt đỉnh nổi. Thì Công Dũng nghĩ rằng là đối với cái trạng thái mà của Dabaco ấy thì nó có thể nó sẽ có những cái pha mà nó tiến hành tích lũy lại, xoay quay lại anh em ạ. Không vượt đỉnh được thì có thể là nó sẽ quay xuống một tí và nó tích lũy xoay quay đối Dabaco. Và hôm nay có một cái con đích này Công Dũng cũng để ý nó từ sáng. Đối với con đích ấy, ngày hôm nay nếu mà không ngại về thị trường ấy thì mình đã khuyến nghị mọi người mua cái con cổ phiếu đích này rồi. Đấy, mình cảm thấy nó rất là đẹp, định khuyến nghị mọi người vào mua để lấy vị thế đấy, nhưng mà lo ngại về một cái phiên phái sinh để đảm bảo an toàn cho anh em ấy thì Công Dũng không khuyến nghị anh em mua con đích nữa. Chúng ta sẽ chờ những cái cơ hội tiếp theo đúng không ạ? Và có những con cổ phiếu của nhóm ngành thép như NKG này này. Hôm qua thì Công Dũng vừa bán cái con này NKG rồi. Đấy, lãi đâu đó cũng hơn 2% rồi. Thì ngày hôm nay nó tăng thêm 1,2%, 1,3% thì rất là tuyệt vời cho anh em nào mà chưa bán hàng và chúng ta vẫn đang có cổ phiếu như NKG trong tài khoản. Bởi vì khi Công Dũng pick con NKG ấy, Công Dũng đã pick nó là một cái con mà mạnh nhất cái dòng thép hiện tại nha anh em nhá. Đối với NKG ấy, thì mình không nghĩ là nó sẽ tăng vượt qua cái đỉnh với một cái vol thấp như vậy đâu. Đấy, thì với một cái trạng thái ngày hôm nay thì chúng ta vẫn sẽ còn những cái cơ hội đối với con NKG. Và các cái điểm mua bán ấy thì Công Dũng sẽ canh các điểm mua an toàn để cho anh em trong Zoom khách hàng VIP anh em nhé. Anh em nào muốn tham gia để nhận được những cái khuyến nghị của Công Dũng thì mọi người hãy tham gia Zoom khách hàng VIP để nhận đầy đủ những thông tin và khuyến nghị của Công Dũng. Đấy, nhìn qua thì có con HCM là một con có game. Và anh em cũng để ý cái những nhóm ngành chứng khoán này, hầu hết hôm nay chúng ta thấy là đỏ hết này, có con FTS được kéo cuối phiên, BSI kéo cuối phiên này, và một con VDS ngày hôm nay tăng đến 4%, con này thực sự là rất là tích cực. Nhưng mà VDS thì hôm nay nó đã tăng đến cái vùng đỉnh cũ rồi thì sẽ không có những điểm mua cho chúng ta. Và những cái con này nó tăng ý, thì nó đang đánh trong biên độ sideways, nó giống con FTS hôm qua mình ấy. Thì FTS ngày hôm nay đã có một cái nhịp điều chỉnh xuống hẳn cái giá 43 nhá. Hôm trước này mình mua 42 và mình bán là 44, và hôm nay nó điều chỉnh xuống hẳn 43. Đấy, thế nên là những cái con dòng chứng khoán là anh em phải để ý nhá. Và đến cuối video Công Dũng sẽ gợi ý cho anh em vài con cổ phiếu để anh em có thể chọn đúng không ạ? Và dòng bất động sản nữa anh em ạ, bất động sản ngày hôm nay cuối phiên cũng có một số cái tích cực. Đấy, và dòng đây này, dịch vụ công nghiệp này,
Dịch vụ công nghiệp thì cũng có một cái con một vài con vận tải thì hôm qua nó chạy rồi thì hôm nay nó cũng 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 chỉ ở mức đó thôi. Và anh em thấy là nổi trội nhất là cái gì ạ? Con PNG này. PNG ngày hôm nay đáo hạn phái sinh thì PNG thể hiện vai trò của mình đó là một con cổ phiếu vốn hóa lớn và kéo thị trường. Đấy. Thì ở đây là toàn bộ cái bức tranh diễn biến của cái phiên ngày hôm nay, anh em thấy là màu tím, sắc tím vẫn là HAG đúng không ạ? Còn đâu là các sắc xanh là chúng ta có thể để ý những con cổ phiếu đó. Và hôm nay thống kê mua bán một chút dòng tiền. Đối với việc dòng tiền ngày hôm nay thì anh em thấy là buổi sáng thì nó bán đến 51-52%, nhưng mà cuối cùng thì ngày hôm nay phe bán thì công cũng thấy rằng là nó vẫn áp đảo. Phe bán vẫn áp đảo trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay nhá. Đấy, phe bán vẫn áp đảo trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay. Thế nên là thị trường của ta đóng cửa với 246 mã giảm và 214 mã tăng. Đó. Thêm một cái nữa để cho anh em có thể xem đó là các cái mã tác động đến thị trường ngày hôm nay thì anh em có thể nhìn thấy được rằng là những cái cổ phiếu ngân hàng ấy cuối phiên là nó được lôi ra để nó kéo điểm thị trường nhá. Phiên giao dịch ngày hôm nay thì anh em thấy được rằng là những cái con như Techcombank này, những con VIB này, Techcombank này cuối phiên nó được lôi ra để nó kéo điểm cho thị trường này. Con này tăng 1%. Techcombank là chỉ được kéo vào cuối phiên thôi, đang đỏ mà tự nhiên là tăng 1% để kéo điểm. Đấy thì cái yếu tố về đáo hạn phái sinh thì nó hơi nhiễu một chút anh em ạ. Thì ngày mai hoặc tuần sau thì chúng ta mới về cái diễn biến nó thực sự là của thị trường. Đấy, và ở đây thì chúng ta xem thêm một yếu tố nữa đó là ông nước ngoài. Nước ngoài đến đóng ATC thì cũng Dũng thấy là nó bán hơn 400 tỷ. Nhưng mà đến khi kết thúc phiên ATC thì nó bán là 553 tỷ. Đúng không? 553 tỷ bán ròng. Và nó bán 1.400 và nó mua lại là 900, có nghĩa là giá trị giao dịch toàn thị trường của nó là nó bán đến 12,71% và nó mua lại là 7,99%. Đó là các số liệu thống kê. Và nó bán mạnh nhất là con Hòa Phát đấy, cái ô vuông to nhất chính là cái người bị bán mạnh nhất đó là Hòa Phát nhá. Và tiếp theo là đến STV, KBC và Vietcombank, VND. Đấy, rất nhiều các cổ phiếu nó bị bán ở đây thì anh em có thể nhìn qua, anh em sẽ nắm được cái tình hình của các cổ phiếu đó. Rồi, còn nhìn về tốc độ bản bản đồ nhiệt thôi, ok, tốc độ mua bán thì cũng không có gì để nói chuyện với anh em cả đúng không? Tác động thì hôm nay là kéo cả cái những cổ phiếu trụ vào cuối phiên nhá. Thì anh em lưu ý ngày hôm nay thì anh em thực sự là anh em vẫn phải cảnh giác với thị trường, tại vì là những cái phiên đáo hạn phái sinh ấy nó không phải là những cái yếu tố mà để chúng ta tin tưởng tuyệt đối về một cái trend xu hướng đâu. Nó phải qua cái ngày này và đến tuần sau thì nó mới về được những cái gọi là vận động bình thường của thị trường nha anh em nhé. Thì ở đây Công Dũng sẽ đi phân tích cho anh em về VN-Index trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Đầu tiên thì chúng ta nhìn thấy một cái yếu tố đó là VN-Index ngày hôm nay xuống lại test lại cái bụng mây. Anh em thấy là Index liên tục test lại những cái bụng mây nhá. Và theo cái quy tắc của Bollinger Band ấy, khi mà nó giảm từ band trên xuống thẳng band dưới thì nó sẽ có xu hướng bật lên đường trung tuyến, và đường trung tuyến của chúng ta ở đây đó chính là M20. Và đối với cái nhịp bật lên M20 này thì nó đã hoàn toàn nằm trong những cái kịch bản của mình. Anh em có thấy là Công Dũng đã nói với anh em ấy, những cái nhịp hồi này này, hôm qua chúng ta sẽ xem bản tin ngày hôm qua nhá. Hôm qua thì Công Dũng có nói với anh em này, phiên phục hồi dự kiến có thể kéo dài đến thứ năm đúng không ạ? Mình đã dự kiến về những cái việc này rồi, nhưng mà vì lo ngại rủi ro trong ngày hôm nay nên là mình mới bán ở ngày hôm qua. Thực tế thì những cái cổ phiếu mà Công Dũng bán ấy, có mỗi con NKG gọi là nó tăng thêm một phần, hơn 1% thôi. Còn các cổ phiếu khác, ví dụ như FTS còn không, ngày hôm nay tăng còn không bằng cái giá mà Công Dũng bán hôm qua nhá, FTS nhá. Và DG thì nó cũng loanh quanh cái giá hôm qua Công Dũng bán, hôm qua bán là 19.15 thì hôm nay nó đóng phiên là 19.2, và NKG chỉ có mỗi NKG là tăng thêm thôi. Nói chung những cái cổ phiếu của mình mua ấy, pick là nó tăng trưởng khá là tốt đối với một cái nhịp đánh ngắn của mình, và mình mua thứ hai mình bán thứ tư thì ngày hôm nay thứ năm đáo hạn phái sinh thì nó cũng đúng với những gì mà mình đã nhận định từ cái phiên ngày hôm qua và cũng như là tuần trước anh em nhá. Tuần trước từ cái video ngày thứ sáu Công Dũng đã nhận định cho anh em ấy, nhịp hồi nó có thể là nó đến ngày thứ năm nhá, quanh cái ngày 20, 21 gì đó. Thì khi mà chúng ta thấy những cái yếu tố mà thị trường chúng ta quay về những cái nhịp quay về đường trung tuyến M20 ấy, thì Công Dũng nghĩ là nó chưa thể vượt qua được đâu. Nhiều anh em thì có nói là cái đoạn này thì khả năng nó sẽ tăng trong nghi ngờ và nó lên thẳng cái vùng trên này.
Thì cái kịch bản này thì Công Dũng nghĩ là nó sẽ hơi khó nha anh em nhá. Bởi vì là theo những cái nguyên tắc về Bollinger Band ấy, khi mà xuống đây va vào cái band dưới thì nó sẽ loanh quanh ở đây này. Nó mà tích lũy lấy lại được M20 thì lúc đó chúng ta mới tính đến cái chuyện xa hơn. Còn hiện tại nó đang vận động ở dưới M20 nhá, đang vận động ở dưới M20 và nó nằm trong mây mây đỏ đúng không? Mây hồng. Thì nó vẫn có những cái diễn biến, nó vẫn có thể có những cái kịch bản nó chỉ bò ở cái viền mây này thôi anh em này, nó bò hết cái viền mây rồi nó mới đi lên ở cái giai đoạn sau đấy. Thì đó sẽ là những cái kịch bản mà chúng ta cần phải dự kiến. Và trong cái giai đoạn VN Index nó sideways như thế này này, chúng ta vẫn có thể kiếm được lợi nhuận nha anh em nhé, chứ không phải là chúng ta hoàn toàn chúng ta ngồi ngoài trong cái giai đoạn index sideways đâu. Chúng ta lúc đó sẽ phải tìm kiếm những cái cổ phiếu tiềm năng để chúng ta đầu tư. Đấy, nó sideways thì kệ nó sideways, nhưng chúng ta vẫn phải có những cái cơ hội để chúng ta kiếm tiền trong cái nhịp này. Anh em thấy ví dụ nó sideways trong cái biên độ này nhá. Thì khi nó sẽ sideways như này, lên đây nó va xuống lại xuống đây nó test lại cái này. Anh em lại mua ở đây, lên anh em lại bán ở đây, thì nó cứ xoay gây sideways trong cái khoảng này thì chúng ta sẽ vẫn kiếm được tiền nha anh em nhá. Thì đó là cái cách đánh sideways. Và Công Dũng có mở cho anh em một cái giai đoạn mà diễn ra vào cái thời kỳ trước, đó là khi chúng ta có những cái giai đoạn mà index nó chui trong mây ấy, để anh em có thể anh em tham khảo để anh em thêm một cái góc nhìn mới nhá. Đấy, đây cái giai đoạn này Công Dũng đã kẻ cái ô ở đây để tìm cho nó nhanh. Đây chính là cái giai đoạn mà chúng ta có thể là chúng ta xem index ở trong giai đoạn này. Anh em nhìn thấy ở đây là cũng một cái giai đoạn mà chúng ta vượt mây đúng không ạ? À, thị trường của chúng ta thì cũng đến cái đoạn vượt mây này thì chúng ta bị rơi xuống và chúng ta có những cái vùng cản ở trên và chúng ta không vượt qua được. Và thị trường đã có những cái phiên mà nó rơi liên tiếp anh em này. Nó có 3 phiên ở đây, có 3 phiên thôi. Cây đỏ này là 4 phiên này. Đấy, nó rơi thì nó sẽ có một nhịp hồi nhá. Nó rơi sẽ có một nhịp hồi nhá. Từ giữa nó rơi xuống dưới này. Nó hồi nó đập lên M20 này. Rồi nó lại quay xuống nó test này. Anh em thấy là nó cứ chui trong mây thôi. Và khi nó ở trong mây như thế này ấy, thì nó sẽ liên tục là nó dao động. Và anh em thấy là nó hình thành một cái biên sideways đúng không ạ? Nó hình thành một cái biên sideways. Chúng ta nhìn thấy ở đây là đây này, một cái biên sideways thôi, vẫn là một cái biên sideways với cái việc nó nâng đáy dần nhá. Nó nâng đáy dần nhá. Thì đây là một cái tín hiệu nó khá là tích cực đúng không ạ? Của một cái thị trường giai đoạn này. Anh em thấy là vẫn nằm trong một cái biên chiếc hộp đây. Đấy, lên này, xuống này, lên này, xuống này. Nhưng mà anh em thấy là nó tạo một cái thế, đó là cái đáy nó nâng đáy dần thì phía sau nó sẽ có một cái giai đoạn nó tăng tăng ngắn đây anh em nhá. Đó thì cái này anh em hãy lưu ý và chúng ta cùng theo dõi ở giai đoạn này để xem index của chúng ta nó có đi theo những cái kịch bản như thế này không, liệu rằng nó có đi theo cái kịch bản là nó sẽ sideways hay không nha anh em nhá. Nó sẽ sideways, nó sẽ đi cái kiểu như thế này, có thể nó sẽ nâng đáy dần thì sao đúng không ạ? Có thể nó sẽ nâng đáy dần nhá, ví dụ là nó sideways nhưng mà nó nâng đáy lên như thế này đấy. Nó nâng đáy lên như thế này thì anh em hãy canh những cái nhịp mà khi chúng ta nhìn thấy cái đáy số 2 ấy, thì có thể là như này và đập như này đấy, sau đó là nó bứt thoát lên thì sẽ còn rất nhiều cơ hội cho anh em. Quan trọng là anh em phải chọn được cổ phiếu, anh em pick được cổ phiếu cùng cái thời điểm mua cổ phiếu nhá, chứ không phải là sideways là chúng ta không đánh được đâu. Và thị trường nó không hẳn là nó sẽ phải thủng đi thì nó mới gọi là nó đi lên được anh em nhá. Nó sideways nó vẫn đi lên được đấy, bình thường. Có nhiều anh em thì đợi nó về tận đây đấy, 1050, 1060 mà nó lấp được cái gap này đi ý, thì có thể nhá, cái lúc đó thì nó sẽ bị gãy cái trend xu hướng tăng, nó gãy cái trend xu hướng tăng và nó có thể là nó sẽ giảm về sâu hơn, chứ không phải là mỗi cái lấp gap này là nó đi lên đâu anh em ạ. Đấy, thì ở đây thì chúng ta có những cái kịch bản mà anh em cũng cần phải chú ý. Ngày mai sẽ là những cái pha tiếp cận M20. Đấy, M20 có cái kiểu xu hướng bẻ cong lên rồi. Đấy, nhưng mà anh em nhìn thấy là cái thằng MA10 này, cái thằng màu tím này, đang màu tím MA10 này đang cắm đầu đi xuống này, cắm đầu đi xuống nhá. Và khi nó cắm đầu đi xuống thì chúng ta cần phải chờ đợi, đấy, cần phải chờ đợi thêm để nó xuyên qua M20 xem thế nào. Đấy, và quan trọng nhất là thị trường của chúng ta phải lấy lại được M20 đã. Cái điều quan trọng nó phải chui chui ra khỏi M20 hoặc là nó lên đây này, nó loanh quanh M20 này, nó kiểu như này này anh em này, nó lấy lại đã, nó lấy lại cái thế cân bằng của nó đã, rồi nó mới phát triển được xu hướng tăng. Chứ còn khi mà chưa lấy lại M20 thì chúng ta chưa nói trước được điều gì cả. Các cổ phiếu muốn chạy nó cũng rất là khó nhá. Thị trường mà nó không không lấy lại được sự cân bằng thì các cổ phiếu cũng rất là khó chạy. Và trong mây ấy, thì Công Dũng thiên về cái kịch bản đó là nó sẽ sideways hơn anh em nhá.
nó sẽ sideways hơn. Đấy, có thể là nó sẽ sideways nâng đáy dần và nó đi lên. Thì đấy cũng là một cái kịch bản để chúng ta chú ý. Còn về những cái điểm mua mà khi gần M20 quá ấy, thì anh em cũng nên cân nhắc nhá. Anh em nên cân nhắc cho cái kịch bản ngày mai. Lên đến cái vùng này, vùng kháng cự của nó sẽ loanh quanh vùng là 1110 điểm cộng trừ. À, chúng ta xem thêm một cái yếu tố đó là trong chạc giờ. Trong chạc giờ ngày hôm nay anh em thấy là một lần test cái vùng 1100 thất bại anh em này. Lên 1100 này, đạt xuống này. Và bây giờ có thể là nó sẽ tiến hành nó sideways ở trên cái đường tích lũy này. Nó sẽ sideways nhá, để nó bẻ ngang M20 ra. Và lúc đó là MACD có thể sẽ có những nhịp gập xuống mà nó tạo thế như này này. Thì anh em sẽ yên tâm để anh em mua hơn. Và anh em nhìn thấy một số chỉ báo của Công Dũng này. Đấy, một số chỉ báo của Công Dũng này. Anh em nhìn thấy là sau một cái pha kéo giật ngược ở đây, ngày mai mà nó đi xuống ấy, thì nó sẽ tạo thành hai đỉnh. Đúng không? Nó sẽ tạo thành hai đỉnh và những cái chỉ báo nhanh này thì nó sẽ báo hiệu cho chúng ta biết được rằng là cái việc mà thị trường hay cổ phiếu nó sẽ có những cái pha điều chỉnh hay không ấy, thì chúng ta cần phải xem những cái chỉ báo nhanh hơn nha anh em nhá. Còn MACD thì đó cũng là một cái để chúng ta tham chiếu. MACD là nó phát triển một cái xu hướng nhưng nó sẽ chậm hơn nha anh em nhá. Mọi người xem cái diễn biến giai đoạn này sideways thì mọi người cần phải xem thêm các cái chỉ báo nhanh nữa. Thì đó là những cái kịch bản mà Công Dũng nghĩ là anh em gần M20 rồi, anh em cần phải chờ đợi. Chúng ta cần phải kiên nhẫn hơn một chút nhá, kiên nhẫn hơn một chút để chờ đợi những cái tín hiệu từ thị trường. Và anh em thấy là nó đang áp sát Kijun là 1102 rồi, ngày hôm nay đóng đúng ở dưới Kijun luôn. Đây thì anh em vẫn phải theo dõi nha mọi người nhá. Lưu ý là chúng ta không quá vội vàng trong giai đoạn này. Cứ bình tĩnh đã. Đấy, và thị trường thì còn chưa có đáy số 2. Đấy, đáy số 2 thì nó có thể là nó lên đây nó giật xuống một cái. Nó giật xuống một cái nhưng mà cái đáy nó ở trên cao hơn anh em này. Cái đáy ở trên cao hơn nhá. Thì giai đoạn này thì có thể nó sẽ như này. Lên đây một tí nó giật xuống khoảng M20 này, nằm test lại M20 cái rồi nó đi lên là chuyện hết sức bình thường. Đấy. Thế nên là mọi người cần phải lưu ý, nếu mà nó giật xuống được những cái vùng dưới này thì sẽ là những cái cơ hội để cho anh em bắt cổ phiếu dưới cái vùng 1085 điểm cộng trừ. Còn nếu mà nó không giật xuống dưới hẳn 1085 điểm cộng trừ thì nó có thể là nó sẽ loanh quanh cái vùng đó là 1090 điểm cộng trừ. Thì đó cũng sẽ là những cái cơ hội cho anh em vào phía sau. Đấy, thì anh em nào muốn đồng hành với Công Dũng thì mọi người về team với Công Dũng nhá, về Zoom khách hàng với Công Dũng để Công Dũng sẽ khuyến nghị anh em trong những cái nhịp mà nếu chúng ta mua bán được. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ vào phân tích phái sinh một chút nhỉ. Phái sinh thì cũng chạc cũng tương tự như index thôi. Hôm nay đánh cái chạc 5 phút thì anh em thấy là có những cái pha sọt lên này. Thì Công Dũng theo kinh nghiệm của mình ấy thì mình cũng nói với mấy anh em đánh trong cái Zoom phái sinh của mình. Đó là khi mà nó sọt liên tục như thế này ấy, thì rất có thể nó sẽ có một cái pha giết sọt. Thì đây chính là cái pha giết sọt anh em này, vừa nói xong thì nó kéo giết sọt luôn, nó kéo phát lên trên đỉnh cũ luôn. Đấy, thì nó giết sọt nha anh em nhá. Thì đối với những cái trạng thái như thế này ấy, thì thị trường ấy, nếu ngày mai mà nó quay đầu nó lên một tí ở đây này thì anh em có thể là anh em mở các vị thế sọt ở đây. Đấy, và khi mà cái trạng thái này chúng ta cược những cái dạng mà nó tạo thành hai đỉnh mà ACD phân kỳ âm để nó đi xuống anh em nhá. Thì đây sẽ là những cái mà để anh em theo dõi ngày hôm qua, và chúng ta thấy là trong chạc 15 phút ý, mọi cái tín hiệu nó đều đang rất nóng rồi, đang rất là nóng rồi, nên các vùng trên cao rồi thì anh em cũng phải hết sức cẩn thận đối với cái nhịp này của phái sinh nhá. Phái sinh nó đang đánh rất là khó chịu ấy. Đó, thì đó sẽ là những cái phân tích của Công Dũng. Còn đây bây giờ chúng ta sẽ đi vào xem những cái cổ phiếu mà Công Dũng thấy là khá là ok. Thì anh em tập trung vào xem những cái cổ phiếu của nhóm ngành chứng khoán anh em ạ. Chứng khoán thì con SSI thì tạm thời chúng ta chưa để mắt đến nó nhá. Nhưng cái con như SSI này thì Công Dũng thấy là giai đoạn này nó hơi yếu. Ở phía trước của nó có một cái đám mây rất là dày thì khả năng nó sẽ phải rung lắc ở trong này. Và chúng ta mua ấy thì chúng ta sẽ chịu những cái áp lực nó rung lắc trong ngắn hạn. Đấy. VND cũng là một cái con mà anh em có thể để ý được này. Con này VND anh em để ý được này. Nó đang tiếp cận vào mây rồi và anh em nhìn thấy con này có một đáy hai đáy MACD rồi. Đấy, đoạn này thì nó hơi dập dìu một chút thôi nhưng mà nó đang đánh trong cái biên sideways anh em nhá, biên sideways này. Đấy, con này vẫn đang đánh trong cái biên sideways. Nếu mà nó lên đến đây ấy, là cái vùng kháng cự của nó rồi, nó mà vượt vùng này thì nó sẽ tiếp cận lên những cái vùng trên cao hơn 22.7 cộng trừ nhá. MBS cũng là một cái con đáng chú ý nhưng mà cái con này thì anh em thấy là nó đã có một đỉnh trong ngắn hạn rồi. Nhưng mà đối với cái thế của cái con MBS này thì Công Dũng vẫn nghĩ là vẫn sẽ kỳ vọng nó sẽ vượt qua những vùng này anh em ạ. À, đối MBS ấy, tích lũy nhá, siết biên độ nền giá siết chặt nhá.
siết chặt và có cái dấu hiệu cạn cung nhá, thì đây là một tín hiệu tích cực. Đấy. FTS này anh em thấy này, con FTS này thì nó đang trong một cái trạng thái đó là nó vẫn chưa vượt qua cái đường trendline giảm ngắn hạn. Thì khi cái con này mà bứt thoát đây với cái cây vô lớn thì cái khả năng mà nó vượt qua cái đỉnh này ấy rất là cao, và nó sẽ tiến về những cái vùng đó là vùng 47 cộng trừ. Đấy, đối với cổ phiếu này ngày hôm qua thì mình cũng đã chốt lãi cái cổ phiếu này rồi. Hôm nay thì mình chưa cover lại. Đấy, anh em thấy là nó cũng sẽ xuống, nó test lại mây này. Nó test lại mây rồi nó bật lên, nhưng mà cuối cùng thì nó vẫn chưa vượt qua cái đường trendline này. Để chúng ta cùng theo dõi xem cái con FTS này. Đấy, có những cái con mà Công Dũng thấy là khá là đẹp. AGR này. Con AGR này khá là đẹp nhá, xem cái việc thanh khoản của nó cũng mua được. Nói chung là con này thanh khoản giống kiểu con FTS ấy, những cái con kiểu này nó rất dễ là nó sẽ kéo. Đấy, AGR anh em cũng phải nên để ý cái con này cho Công Dũng nhá. Xem với con AS à. AS thì không biết có chơi được không. Con này thì thôi, con này từ từ đã anh em ạ. AS thì không mua nhá. Chú ý AGR này. BSI này, BSI cũng là một cái đối tượng có thể để ý, nhưng mà cái con này thì rất dễ là nó sẽ tạo phân kỳ âm hai đoạn. Con này thì rất dễ tạo phân kỳ âm hai đoạn nếu mà khi nó lên đỉnh cũ này mà nó không vượt được. Lên đây mà nó không vượt được nha anh em nhá. Lên đây mà không vượt được ấy thì sẽ tạo phân kỳ âm. Và cái khoảng cách từ đây lên đỉnh cũ là nó rơi vào 3% nữa, khoảng 3% thôi. Đoạn này thì đánh kỳ vọng lãi nhỏ đó anh em nhá. BVS này, CTS này cũng đẹp này, con CTS này cũng đẹp này, nhưng mà con này đánh hơi khó chịu, thực sự là con này đánh khó chịu, con này thanh khoản hơi nhỏ. À, có con nào đẹp hơn HCM này? HCM thì không còn điểm để anh em đu nữa rồi. Con này rất dễ là tiến về đỉnh cũ nha anh em, rất dễ, bởi vì nó có game tăng vốn. Còn SHS, con này là cũng là một cái con đẹp này anh em này. Con này mà gãy nền rũ xuống cái xuống tầm 18.2 cộng trừ mà anh em múc thì khá là ok. Công Dũng nghĩ là vậy anh em ạ. Con SHS ấy cũng là một con rất là đẹp. Anh em lưu ý con SHS nhá. Con RS này, con RS này thì trong mây hơi khó đánh, thì con này chưa vội. SBS này. VIX, con VIX này anh em có thể để ý được này. Chúng ta đánh một nhịp đỉnh số 2. Đánh một nhịp ăn đỉnh số 2 của con VIX nhá. Đây. Con này đang trạng thái tích lũy nhưng mà trong mây. Đối với anh em nào đang cầm cổ phiếu VIX ấy, thì Công Dũng nghĩ là anh em vẫn có thể cầm được. Con này thì trong những cái chỉ báo của mình thì khả năng nó cũng sẽ báo mua đấy. VDS thì tuyệt vời. Ngày hôm nay nhớ có bạn khách hàng, anh khách hàng ở trong Zoom cộng đồng có hỏi con này. Thì Công Dũng nói là con này thế đang cũng đang rất là đẹp, có thể cầm tiếp được. Thì cuối phiên nó cũng tăng khá là bất ngờ, tăng khá là khỏe đấy, 4%. Khá là ok. Đối với anh em nào có VDS thì anh em có thể là cân nhắc chốt ở đây 50% được. Bởi vì là con này đến đỉnh cũ rồi, chúng ta không biết là nó vượt hay không, thì cứ chốt 50% giữ tiền ạ. TCI các thứ chưa đẹp. Chung quy là chỉ có con SHS này, con AGR này, con FTS này. Nếu mà FTS mà vượt qua được vùng này thì Công Dũng lại làm vòng nữa với con này. Con này đánh rất là phiêu, rất là thích, hay kéo lắm anh em ạ. Nhá. VCI thì chưa có gì hay ho nào. Xem VCI nào, Công Dũng sẽ xem. Con VCI thì anh em có để ý dần được nhá. Con này để ý dần được. Nếu mà nó có một cái nhịp mà nó đảo xuống cùng thị trường ấy, sau khi thị trường test M20 mà bị bật xuống ấy, thì những cái cổ phiếu dòng chứng khoán này sẽ là những cái cơ hội để anh em mua ở nhịp sau nhá. Cái ngày hôm nay ấy, thì Công Dũng cảm thấy là không muốn mua cổ phiếu vì một cái yếu tố, anh em biết yếu tố gì không? Đó chính là cái nhóm ngành chứng khoán này này. Nó là cái nhóm ngành leader và nó là một cái gọi là như kiểu là chim đầu đàn ấy, chim báo bão ấy. Khi cái nhóm ngành chứng khoán này mà được kéo ấy, thì Công Dũng hoàn toàn tin tưởng vào cái sự tăng của thị trường. Nhưng ngày hôm nay Công Dũng có nói chuyện với anh em trong Zoom cái hàng VIP, đó là thị trường kéo xanh điểm, các cổ phiếu kéo tăng như vậy, nhưng mà cái nhóm ngành chứng khoán này này nó lại không tăng. Nó lại không tăng nên là làm cho mình lăn tăn rất là nhiều. Mình nghi ngờ về cái việc mà tăng của thị trường. Đấy. Mình đặt ra các dấu hỏi tại sao những cái con mà nhanh nhạy với thị trường, phản ứng nhanh nhất với thị trường mà nó lại không tăng mà chỉ tăng luân phiên những cái dòng kia. Thì có điều gì đó chưa ổn ở đây. Thế nên là mình đặt ra những cái câu hỏi như vậy và mình chưa có câu trả lời. Thế nên là mình không mua cổ phiếu. Anh em nhé.
Thì hôm nay thì trong cái bản tin thì Công Dũng cũng có nói với anh em đó là đây này, phái sinh đang kéo lên cao thì có một kịch bản sẽ thả trôi cuối phiên, tốt nhất anh em không nên FOMO. Đấy, chỉ khuyên anh em không nên FOMO thôi. Còn trong Zoom thì có những cái vận động của index này, ví dụ như như Công Dũng có nói này, hiện tại index đang vận động dưới bụng mây, để hình thành một xu hướng phá cản ngắn hạn thì index cần phải tạo đáy thêm, nên nhà đầu tư chưa vội mua mới. Giá chiết khấu hiện tại Công Dũng thấy nó chưa nhiều, khi chưa chiết khấu nhiều thì lúc đó hồi cũng sẽ yếu, chủ yếu là thị trường đang phân hóa và kéo luân phiên các dòng riêng lẻ tiền ít, ví dụ như bán lẻ thủy sản cảng biển, thì những cái dòng nào tiền nó người ta mua ít ý, mà nó dễ kéo thì thị trường nó sẽ vào những con đó nó kéo nhanh em nhé. Thế nên là mọi người cũng lưu ý về những cái việc mà chúng ta quyết định mua những cổ phiếu sớm quá. Dòng thứ hai anh em có thể để ý đó là bất động sản. Bất động sản thì chúng ta có những cái con như sale này, sale cũng đang hình thành cái xu thế cũng khá là ok. Nhưng mà đối với những cái con này ấy, thì mình nghĩ là khi nào mà nó thêm cần thêm thời gian, nó thêm một hai phiên nữa đối với con sale này, và bò bò lên tí lên M20 ấy, thì chúng ta sẽ để ý được nó, chúng ta sẽ để mắt đến nó nha anh em nhé. Đó, Ben đang bóp rất là chặt và nó đi gần hết mây rồi. Và con này vẫn đang trong một cái xu hướng đó là sideways anh em ạ. Sideways rồi. Đấy. Nó vẫn đang là sideways thôi, thực ra nó chưa chưa bứt phá khỏi chiếc hộp. Và khi mà nó cứ loanh quanh cái vùng này ấy, thì nó đang chuẩn bị cho một cái xu hướng, phát triển một cái xu hướng. Nếu nó lấy lại được M20 đi ra khỏi mây thì những cái con này sẽ là những cái con mà nó có thể nó sẽ bay. Anh em để ý cái con khác, ví dụ như đất xanh, con đất xanh này cũng đang rất là tuyệt vời này. Tích lũy cạn cung này, tích lũy cạn cung nhá. Bây giờ mà có một nhịp rũ nhúng xuống cái vùng dưới này, khoảng là 18.5 cộng trừ, anh em có thể là anh em vào anh em mua nhá. 18.5 còn thấp hơn khoảng 18.3 thì càng ngon lành hơn đối với đất xanh. Thì anh em canh những cái vùng này để anh em vào nhá. Xem HDC là HDC thì chưa ổn lắm. Đối với HDC thì Công Dũng thấy là con này chưa ổn. Mây to quá. Đất xanh này, con đất xanh này gặp mây này anh em thấy này. Nó giật xuống dưới này một cái thì nó sẽ có những cái điểm mua đẹp hơn cho anh em để đánh nhịp số 2 nhá. HDG ngày hôm nay có con HDG này tăng rất là tốt, nhưng mà chúng ta thực sự là cũng rất ít người mua con HDG này. Khang Điền này. HDG không còn điểm mua anh em nhé. Có con đích này, đích đẹp. Con đích là cũng thấy là đẹp đấy anh em ạ. Nó đánh theo cái kiểu mà nó nâng đáy dần này. Đấy, theo một cái trend nâng đáy này, anh em thấy không? Tuy nhiên nhá, tuy nhiên có một điều là nó cũng chưa, nó đang có một cái trend giảm nữa, chưa bứt thoát được cái trend này. Thế là khi nào mà nó có phải có phiên xác nhận bứt thoát ấy, thì khả năng nó vượt đỉnh mới cao, còn không bây giờ thì chúng ta cứ đánh những cái nhịp mà nó tăng đến đỉnh này thôi. Đấy, nó là an toàn hơn rất là nhiều với anh em. Chúng ta xem con L14 nè, L14 thì cũng chưa có gì nhiều. Đấy, các cổ phiếu đang tạo đáy như thế này rất dễ là nó sẽ có những cái nhịp bật tăng, tuy nhiên là chúng ta cần phải vào đúng thời điểm, đúng cái điểm mua ấy, thì nó sẽ an toàn rất nhiều. PDR này anh em có thể để ý con này cũng được. PDR thì mọi người thấy là nó vẫn đang loanh quanh vùng 26 và đang tích lũy cạn cung nhá. Đợi con này khi nào mà nó bám sát cái đường M20 thì khả năng nó tăng thì mới cao, còn bây giờ hiện tại nó vẫn đang ở dưới M20 cách cao cao như thế này thì Công Dũng nghĩ là nó chưa có những nhịp tăng đâu. Novaland thì đang trong mây nhá, con này chui ra khỏi mây thì lại ngon. Con này chui ra khỏi mây thì anh em có thể để ý lại được nó nhá. Đối với Novaland. CKG anh em thấy là index này đấy, nó đang gặp một cái khoảng mây to thì rất có thể nó sẽ vào những cái trạng thái nó bò dưới mây anh em ạ. Những cái con này nó sẽ bò dưới mây, anh em chưa vội mua những con như CKG nhá. Con nào lấy lại M20 thì chúng ta chơi. Đấy, KBC anh em thấy là xuống test flat này, quay trở lại này. Flat này. Đấy, nó giảm này. Anh em thấy con KBC nhá, nó giảm từ men trên xuống men dưới thì nó bật lên đường trung tuyến. Thì cái việc mà nó qua được cái đường trung tuyến này hay không ý, thì nó phụ thuộc vào cái yếu tố của dòng tiền. Thế nên là index của chúng ta cũng vậy, nó bật lên là chuyện hết sức bình thường, anh em đừng nghĩ là nó bật một phát lên đây nha, nó rất là khó, dòng tiền nó phải khỏe cơ. Quan trọng để kéo cổ phiếu lên thì dòng tiền nó phải có, dòng tiền bây giờ cứ rút đi thì làm sao mà nó kéo cổ phiếu lên nhanh được. Đấy, IDG các thứ thì cũng chưa có gì hay ho này, những con này chui ra khỏi mây thì chúng ta đánh sau nhá. TCH này anh em thấy này, nhiều anh em cứ kỳ vọng vào con TCH này quá, nhưng mà Công Dũng nói với anh em này, nó chui ra khỏi mây này thì nó sẽ có những cái nhịp nó đạp thụt trở lại, chui ra khỏi ben nó đạp thụt trở lại và nó vẫn đang đánh trong biên sideways, mà bây giờ mà đảo xuống đây thì anh em có thể là mua khá là an toàn luôn. Nếu mà nó đảo xuống đây anh em lại múc nhá, lên đến đây anh em lại bán. Đấy, đối với con này chúng ta chỉ đánh trong biên sideways thôi, đánh biên sideways nhiều khi anh em không nhìn ra thì nó rất là khó, nhưng mà
Nếu anh em cứ kẻ ra mà anh em nhìn ấy thì rất là dễ. Hút tiếc thì chưa có gì hay ho cả. SSC cũng chưa có gì hay ho cả. Con này cũng đang trong một cái xu thế giảm rồi, cũng chưa có gì nhiều. Đấy, đối với những con này thì vẫn đang tích lũy trên M20. Con này dường như gần có đáy rồi. Nó cái đoạn này nếu mà tăng bốc lắm thì nó lên khoảng tầm 43.5 cũng trừ. Lên khoảng trên này một tí lấy lại M20 thì đó mới là những cái điểm mà chúng ta cần phải theo dõi nó, đúng không ạ? Có nhóm ngành thép HSG ngày mai công cũng thấy là nổi nổi lên khá là ok đấy. Con này bắt đầu là đẹp lại đấy, đẹp trở lại đấy. Đối với HSG anh em nào muốn lấy thì anh em có thể lấy con HSG để được, khi mà nó rung lắc nó về test lại cái vùng 21.5 cũng trừ thì có thể là cân nhắc để xem em HSG này cũng được này. HPG xem nào, HPG cũng ok lấy lại M20 rồi đấy. Dòng thép nó đang bắt đầu đẹp trở lại rồi đấy. TLH này cũng khá là ok, con này cũng đang tích lũy trở lại này, vận động trên mây. VGS cũng được nha anh em nhá, VGS cũng được, mấy con này nhẹ nhẹ. Nói chung là dòng thép mấy con anh em pick con nào cũng được, pick con nào cũng khá là ok. Con NKG thì là con mạnh nhất dòng rồi đấy, hôm nay bán cũng bị bán, vốn nó không vào mạnh lắm nên nó bị bán, thì khả năng con này sẽ loanh quanh ở đây một vài phiên hoặc là nó sẽ sideways up một chút đối với NKG. Anh em là có hàng thì anh em tiếp tục cầm, đối với mình bán mất rồi, bán mất rồi mình sẽ canh những cái điểm mua để mua lại, đánh nhịp hai vậy nha anh em nhá. Đánh cái nhịp hai vậy, bây giờ mà nó xuống test lại cái vùng đó là vùng 24 thì có thể là khả năng chúng ta sẽ mua được con này. Đấy, con này mình mua hơi cao 23.1. Đây, mình mua ở đây. Mình mua ở cái đoạn này. Đây, 23.1 đúng cái vùng giá ở chỗ này luôn. Đây, mình mua cây này nhá. Anh em thấy là khi mà mình mua ở đây mà mình cầm đâu nhỉ? Không phải. 1 2 3 hôm qua bán thì mình mua quanh ở đây. Đây nhá, mình mua quanh ở đây. Cây này này chắc là một hai cây này đấy, xong là nó ăn đụp một cái cây cuối phiên đóng ATC này, xong cuối cùng hôm sau nó lại tăng 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 nhá. Tại vì pick cái con cổ phiếu này là thế rất là đẹp, đúng thật là con NKG này thế đẹp nhất trong các con cổ phiếu thép. Tuy nhiên là vì lo lắng cho cái phiên đáo hạn phái sinh thì mình cũng bán nó đi thế thôi. Đấy là cái khẩu vị của mình nhá anh em nhá. Còn anh em nào muốn tham gia Zoom khách hàng VIP của Công Dũng thì mọi người có thể liên hệ qua Zalo trên màn hình nhá anh em nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại anh em ở những bản tin tiếp theo.